xin tặng em món quà như lời hành động đầu tiên dành của một người con trai rất nghiêm túc trong tình cảm. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ cảm giác anh nữ khoa thử đổ ôi là cái thơ đó là anh viết cho em. Chị biết chắc chắn cái này là lời lẽ của ảnh, và ảnh là thầy giáo chứ không phải là anh copy ở đâu cả. Dạ. Cho nên những cái lời chân thành này mình đọc bao nhiêu đó là mình khán giả đủ hiểu rồi. Dạ, kính chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ bên kia, em tên là Phạm Đình Hưng, hiện nay em là giáo viên kiêm thêm công tác đoàn ở bên trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận 4. Với tính cách của em rất là năng động, hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt là em rất là thấu hiểu bạn nữ. Em cũng có một cái năng khiếu đó là em hát rất hay, nên là nếu chương trình cho phép thì em xin được hát ở đây như một lời hò hẹn với bạn nữ bên kia. Rồi, trước khi hát thì cũng phải giới thiệu rõ ràng ngày tháng nào, năm sinh nào, quê quán nữa chứ, đúng không? Dạ, ok. Thì em sinh vào ngày 29 tháng 1, 1990. Quê em ở Tiền Giang. Chị rất cần biết là Tiền Giang thì gạo trắng nước trong. Và ai đi đến đó thì lòng không muốn về. Rồi, hay quá. Nhưng mà trước khi hát thì cũng phải biết mình đã hát cho ai nghe nữa chứ. Mình phải hỏi bạn gái bên kia tên gì. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh bên kia và xin chào mọi người. Em tên là Trần Thị Hải Vân, em sinh năm 1993. Em ở Gia Lai, hiện tại thì em đang làm ở Sài Gòn, em ở quận 6. Em đang là nhân viên văn phòng ạ. Bây giờ em đã sẵn sàng để nghe anh ấy gửi tặng mình bài hát chưa nè? Dạ rồi. Rồi, mời em trai. Em hay hỏi anh, gần anh yêu em nhiều không? Anh chẳng biết trả lời thế nào để đúng với cảm xúc trong anh. Khi anh nhìn em là anh biết em yêu cực anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phải. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Mà đôi khi anh khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đấng, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Dù có nói bao điều, hạnh phúc trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Một buổi trò chuyện rất sức là phấn khởi đúng không em? Thế như vậy là tâm trạng ta thấy cảm thấy là vui rồi, đã cho nhau những cái năng lượng rất là tích cực cho một cái ngày mới đúng không ạ? Rồi, cảm ơn em, một bài hát rất là đặc biệt, rất là hay ha. Ủa nãy em nói em làm thầy giáo đúng không ạ? Dạ. Em dạy môn gì? Dạ, em dạy môn lịch sử của cấp 2 và dạy khối 6, 7 ạ. Chắc thầy giáo vô lớp cũng hay hát cho học trò nghe lắm phải không? Dạ, thưa chị, sự yêu đời sẽ giúp cha tự tin hơn trong cuộc sống. Điều đó cũng sẽ giúp cho học sinh sẽ ngày càng có sự phấn khởi hơn trong công việc, trong học tập của mình hàng ngày. Rồi, vậy em nghĩ điểm mạnh và điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em đó chính là sự hòa đồng, sự tự tin, sự năng động và hơn hết đó là sự thấu cảm đối với đối phương. Và điểm yếu của mình đó là do em một số cái công việc, vừa là công tác chuyên môn đó là dạy môn lịch sử, bên cạnh đó em còn dạy thêm là còn làm tác đoàn. Thế thì em lâu lâu thì em cũng nhiều việc để mà khó sắp xếp một cách hoàn hảo nhất. Tuy nhiên nếu em có bạn gái thì em sẽ sắp xếp một cách hoàn hảo nhất để có thể đến với bạn gái và có thể tâm sự với bạn gái hồi chút nữa. Rất rõ ràng, mạch lạc. Trước tiên em phải cho chị cảm nhận sau khi nghe anh hát. Em thấy anh ấy rất là vui tính. Nói chung là em rất là thích cái kiểu người mà cũng năng nổ, như tình, thẳng thắn. Chị nghĩ quen với anh này là em cười không chứ em không có giận được đâu. Dạ. Là mình thấy là vui liền đúng không em? Dạ. Rồi bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nhẹ nhàng trong cái cách xử lý công việc hàng ngày. Cũng là một điểm yếu của em luôn. Kiểu như thế này thì khiến cho em gọi là cảm giác bị cả nể, dẫn đến vấn đề nó sẽ không được giải quyết một cách dứt khoát. Em cũng khá là tin người, dễ bị lừa. Có bị lừa cú nào đau chưa? Mấy cú. Chắc là cũng có, thấy chưa? Cuộc sống mà nó như vậy đó. Thì có mình có bị lừa thì mình sẽ rút kinh nghiệm, lần sau mình sẽ tốt hơn. Em cũng là một người khá là tham công tiếc việc, với lại ở đây em chỉ ở với em gái nên là thành ra là em dành hầu hết thời gian của mình cho công việc. Nhưng mà chắc chắn là trong tương lai khi có gia đình thì em sẽ phải cân bằng cái đó và hồn giống như anh này nói lúc nãy vậy đó, đúng không? Sắp xếp. Em không biết là có thể sắp xếp được hoàn hảo như cách của anh không, nhưng mà chắc chắn là em sẽ sắp xếp tốt nhất có thể để ưu tiên cho gia đình hơn. Rồi, hai bạn cũng cùng chung một chí hướng với nhau. Thật ra mình là tuổi trẻ mà, bây giờ thời buổi là năng động nữa. Thì nếu chúng ta cũng phải làm việc tăng hết sức lực để mà cho tương lai của chúng ta sau này, cho cái mái ấm của chúng ta sau này, đúng không em? Dạ. Thế thì về tình trường sao nè, thầy giáo? Dạ thưa chị Cát Tường cũng như các bạn nữ bên kia,
Thế thì tình trường nhớ bạn nữ bên kia tên gì không? Dạ em quên. À, thấy chưa, hỏi lại đi nè thầy giáo. À, em tên gì anh ơi? Dạ em tên Vân. Em tên Hải Vân. Hải Hải Vân. Rồi dạ. Nhớ dạ. Nha, không quên nữa nha. Thưa chị Cát Tường, thưa chị, thưa bạn Hải Vân. Thì anh thì nói chung là anh đã có 3 mối tình. Thứ nhất là mối tình kéo dài có thể sâu đậm nhất, đó là mối tình đầu tiên, kéo dài đến tận 7 năm trời. Tuy nhiên thì tính cách của bạn này thì cũng giống như là khá hung dữ. Mẹ em thì không có thích một nàng dâu giống như là hung dữ cho lắm. Cuối cùng thì hai đứa cũng có nứa kéo, cũng có giải thích cho mẹ, nhưng mà cuối cùng phải đành phải chia tay. Thì đó cũng là sự mất mát của em. Mối tình thứ hai, tính cách của bạn nữ không phù hợp cho em, cho nên là bạn nữ đó chia tay em. Và mối tình thứ ba là mối tình gần đây đây nhất, đó là em yêu đơn phương một bạn. Nhưng mà hung dữ là hung dữ cỡ nào mà mẹ em là không chịu? Giống như là bạn đó không phải là hung dữ một cách nói bình thường luôn, nhưng mà bạn đó là giống như là nói chuyện với em mà toàn là xưng là mày mày tao. Cái kỳ vậy? Dạ. Chắc hai đứa học chung hồi xưa hay sao? Dạ không, quen nhau từ lúc mà em là thầy giáo, là giáo sư sinh, là năm thứ 3. Rồi em lên làm thầy luôn mà bạn vẫn kêu em mày tao hả? Dạ, nhưng mà bạn đó vẫn gọi em mày mày tao, rồi cứ sai bảo, rồi sai khiến em, rồi cuối cùng bắt em làm này làm kia, giống như là người mẹ thứ hai của em. Cho nên mẹ em không chịu. Dạ. Mẹ em chỉ có một người mẹ mà thôi. Dạ. Vậy là chuyện hôn nhân của em là mẹ em quyết định? Hôn nhân đối với em đó là do em quyết định, nhưng mà mẹ em sẽ là người tư vấn cho em. Bây giờ rủi như em tiến tới mối tình thứ tư này mà em ok hết rồi, bạn nó ok luôn mà vẫn về mẹ em không chịu. Không. Vì một cái lý do gì đó nó không hợp với mẹ em, một cái gì đó, thì em tính sao? Dạ không ạ. Mẹ em thật ra thì cũng rất là hiểu chuyện, rất là tâm lý, kiểu như là mất là hỗn láo mất dạy lắm thì mẹ em mới chấp nhận thôi. Mà nếu mà hỗn láo mất dạy em quen chi, đúng không thầy giáo? Dạ, mà tại vì càng về sau mới lộ ra cho nên mới đầu là trong không lộ một chút xíu nào mới lộ. Dạ. Ủa vậy là hiện giờ em đang sống với mẹ hả? Dạ em sống với gia đình em ạ. Hiện tại là có ba, có mẹ và có em trai của em. Ba làm gì, mẹ làm gì? Dạ thưa chị Cát Tường và bạn Hải Phân, thì ba em là làm trưởng khoa dược của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quá dữ mẹ. Dạ mẹ em là phó phòng giáo dục đào tạo quận 4. Trời ơi. Dạ. Gia đình có điều kiện quá vậy? Dạ. Cái này giàu có à nha, này dám đại gia lắm à nha. Dạ. Trời ơi, ghê quá ghê quá. Rồi bây giờ thí dụ lấy vợ rồi có làm là vợ có làm dâu không? Dạ thưa chị cũng như là bạn bên kia, bạn Hải Vân, thì đối với em chuyện hôn nhân nếu tiến được với nhau do hai vợ chồng cùng bàn bạc quyết định, đối với gia đình em thì cũng không khó cho lắm. Nếu gia đình bạn Hải Vân mà chấp nhận là cho em được ở rể thì em vẫn chấp nhận. Không thì hai đứa có thể lập gia đình riêng, hoặc là nếu như bạn vẫn muốn về gia đình để có thể chăm sóc gia đình hai bên thì cũng có thể chấp nhận được. Rồi nếu ra riêng rồi có tích lũy, có nhà cửa đã có chưa? Dạ thưa chị, thì em cũng nói thật là bây giờ á, em ngoài công việc là thầy giáo, thêm một cái căn hộ cho thuê, cũng như là em là thành viên của cổ đông của hội đồng của công ty dược ở Sài Gòn của ba em. Em cũng có thêm một kinh doanh một số ngành khác. Thì em thì một tháng em là khoảng 16-20 triệu, em chủ động là em đã mua được một căn nhà. Cái nhà đó là tiền riêng của em dạ, mua đó rồi. Chứ không phải là ba mẹ cho. Dạ. Phải không? Hay quá, thầy giáo thật là chủ động trong công việc. Mời em gái giới thiệu về tình duyên của mình. Em cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi em đi học đại học là cũng kéo dài 4 năm. Mối tình thứ hai cũng 4 năm. Số 4 có vẻ hợp với em quá vậy. Còn mối tình thứ 3 thì thực ra cũng chỉ mới quen được một thời gian ngắn thôi. Thì thông qua cái mối tình đó em cũng mong muốn tìm một người bạn trai của em bù lại những cái gì đã qua. Rồi thế bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một người bạn trai cao chơi hơn em là được rồi. Người đó phải giàu có về mặt tình cảm, giàu về sức khỏe và giàu về ý chí. Giàu có về tình cảm thì là chị nghĩ là anh này có. Giàu có mà về sức khỏe thì trời ơi, ba mẹ người ta làm trong ngành y không à, là quá khỏe rồi. Dạ. Nhiều khi anh này còn giàu có về kinh tế nữa đó. Cái đó là một cái vấn đề cũng rất là quan trọng. Đôi lúc nhiều khi có những cái nó chưa được, nhưng mà tiền nó được thì thôi kệ, nó cũng du di nó qua hết. Em ví dụ giờ yêu nhau nè, muốn đi này chị nói nghiêm túc, ai chửi tôi chịu. Bây giờ mình muốn đi chơi để tìm hiểu nè, muốn đi du lịch nè, nói vậy đó mà giờ không có tiền lấy đâu đi, đúng không? Cơm lo ngày 3 bữa chưa xong thì làm sao có cái thời gian để mà lãng mạn, để mà thư giãn, để mà tập trung, để tìm hiểu được. Yêu cầu của em sao, bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì cũng chỉ cần dễ nhìn thôi, không cần quá xinh đẹp, bởi vì nhan sắc thì của người phụ nữ thì chỉ có trong thời thanh xuân. Thứ hai đó là một người phụ nữ thật hiền diệu và biết quan tâm gia đình hai bên, như vậy là đủ ạ. Rồi ok, bây giờ có hình ảnh nhau rồi, tôi coi coi. Rồi em tìm xe thử coi.
Trời ơi sao mà đông quá vậy? Có vẻ lớp hai cô chọn một. Nào. Anh này. Suy nghĩ cho kỹ nha. Theo cảm nhận của trái tim, suy nghĩ cho kỹ anh nào. Suy nghĩ kỹ đi. Chắc là anh này. Tại sao em chọn anh đó? Hai anh này thì đầu tiên là em nghe cái giọng anh ấy nói rất là to, nên là cảm giác cái người nó cũng cũng to để nói được cái giọng như thế. Rồi, hợp lý. Bên dạ. Đây. Đây ạ. À. Rồi, tại sao em chọn cô đó? Bởi vì trong hai tấm hình này thấy đều giống nhau hết. Ừ. Dạ. Chắc chắn rồi ha. Rồi, mối lương duyên này tôi thấy là được 50% rồi đó. Xin mời hai bạn nhìn về phía cửa trái tim. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra để xem cảm nhận ngày hôm nay của hai bạn có chính xác hay không nhé. Anh chào ai? Đúng không em? Dạ chắc đúng. Chắc rồi chứ không. Đây đúng không? Ừ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cũng may mắn là em chọn đúng á, chị nãy chị tưởng em chỉ sai rồi đó chứ. Rồi cảm ơn hai bạn đã có một cái phần lựa chọn rất là thần giao cách cảm ha. Hai bạn đều đã chọn đúng đối tượng. Em có món quà này tặng cho bạn nữ trước ạ. À. Mình đã có ghi đầy đủ một bức thư trong cái cuốn sách của Lincoln. Mời bạn đọc cho tất cả một chương trình cùng nghe. Trời có thư luôn. Vật chất ha, tinh thần ha, khó thơ luôn. Trời ơi thôi dài quá vậy, trời ơi thôi dài quá vậy. Đọc đi. Dạ em xin phép đọc ạ. Chào em, người con gái tôi thương. Đã bao nhiêu đêm anh háo hức chờ đợi ngóng trông, xen lẫn hồi hộp lo lắng khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Và người ta nói tình yêu và hôn nhân là kết quả của duyên và nợ. Chữ duyên là do ông trời sắp đặt. Và hôm nay anh và em gặp nhau để tìm hiểu. Còn chữ nợ là có thành là do sự vun đắp tình cảm hàng ngày giữa anh và em. Có câu duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt. Chính là như vậy. Cũng có người nói không ai trên đời là có thể hợp nhau một cách hoàn toàn, chỉ có thương nhau khiến chúng ta thay đổi mỗi ngày. Những điểm chưa hài lòng về anh mong em sẽ chỉ ra và giúp anh phù hợp hơn với em và ngược lại. Tất cả vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà cố gắng. Anh sẽ thay đổi tất cả vì em. Anh phần còn lại em có thể đọc riêng được không ạ? Bạn cứ đọc hết từ gì cơ? Em chứ bạn. Ôi, không em cứ đọc hết. Điều tất cả mong chờ của người tham gia chương trình đó là việc ấn nút để hẹn hò, ấn nút để tìm hiểu. Điều đó đồng nghĩa và chịu trách nhiệm với cái nút định mệnh đó. Liệu hai trái tim của hai người có thuộc về nhau? Thôi được rồi em, chị nghĩ cái này em giữ đọc riêng thì được rồi đó. Trời ơi may mà cô ấy đọc luôn đó, em sinh hoạt đoàn luôn đúng không? Dạ. Cô trời không được, cô đọc thơ mà cô toát mồ hôi hột luôn kìa. Tặng hoa cho người ta để ta đỡ rồi, để ta mệt lắm rồi nè. Xin tặng em bó hoa như lời hành động đầu tiên dành của một người con trai rất nghiêm túc trong tình cảm. Dạ, em cảm ơn anh. Nãy giờ trấn áp bạn nữ quá, thử đổ mồ hôi rồi. Cái thơ đó là anh viết cho em. Chị biết chắc chắn cái này là lời lẽ của ảnh. Tại ảnh là thầy giáo chứ không phải là anh copy ở đâu cả. Dạ. Cho nên những cái lời chân thành này mình đọc bao nhiêu đó là mình khán giả đủ hiểu rồi. Không, thật ra em cũng cảm nhận được một chút. Đó, rồi bây giờ em hãy phát biểu cảm nghĩ khi mà cánh cửa trái tim này mở ra. Đầu tiên là em chọn đúng rồi, là em nghĩ là cũng có một cái gì đó. Dạ, cũng có một cái duyên. Thông qua từ lúc đầu đến lúc mà mở màn hình ra thì em thấy anh là người rất là chân thành, trọng tình cảm. Đó là cái yếu tố mà em cũng rất mong muốn tìm ở cái bạn của mình. Và thông qua cái bức thư của anh ấy nữa, anh sẽ quan tâm từ những cái điều nhỏ nhất là rất là ok. Rồi, thế còn em khi cánh cửa trái tim này mở ra, cái cảm xúc đầu tiên của em là gì? Thì đối với em thì bạn nữ rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Dạ. Với cặp đôi này thì tôi nghĩ tôi ngồi đây nó bị dư thừa rồi quý vị. Nào cũng rất là lanh và rất là chủ động trong công việc cũng như trong suy nghĩ và cái hành động của mình. Bây giờ xin mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn, ăn bánh, uống nước rồi cùng trò chuyện với nhau ha. Chị Tường sẽ ra ngoài, đâu cần chị Tường ngồi đây được. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn ha, vừa ăn bánh vừa uống nước vừa trò chuyện với nhau. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Người ta thường hay nói phụ nữ thì nên chủ động, đặc biệt là cái gì á thì phụ nữ cũng là trên hết. Mời bạn đặt câu hỏi. Mời em đặt câu hỏi. Anh thấy thì sao? Giống như lúc nãy anh từng nói. Dạ. Em là một cô gái rất xinh xắn. Em ngoài cái sự xinh xắn trong cái ngoại hình thì anh còn nhận thấy đó là em còn có một sự đó là hiền dịu. Theo cách chia sẻ, cách tâm sự của em đối với chương trình cũng như đối với anh lúc nãy. Dạ. Thì anh hy vọng anh đã chọn đúng đối tượng, rất giàu tình cảm đối với anh.
Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng thấy anh rất là giàu tình cảm, rất là về tiêu chí mà em đặt ra trong đầu em á, anh phù hợp hết. Giàu tình cảm, thẳng thắn và rất là biết quan tâm đến người khác. Anh nói công việc của anh là khá là bận đúng không ạ? À, mình chỉ bận khi mình chưa có người yêu. Khi mình có người yêu rồi thì mình sẽ sắp xếp mọi công việc để mình có thể đến bên cạnh người mình yêu một cách nhanh nhất. Dạ. Mời em. Dạ. Em hiện nay là em làm ở văn phòng ở công ty nào? Dạ, em đang làm ở ngân hàng Techcombank ạ. Anh rất thích những mà em làm bộ phận nào? À, dạ, em làm bên hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp. Đối với anh á? Dạ. À, nếu như một người bạn gái cũng như là một người yêu sau này hoặc là tiến tới là người vợ mà thường họ làm ở ngân hàng thì điều đó chứng tỏ là cô ấy rất tính toán. Ở đây không phải tính toán trong cái việc đó là chi tiêu, mà tính toán ở đây đó là việc sử dụng tiền một cách hợp lý. Dạ. Và đó cũng là một những yếu tố mà có thể là phụ nữ của gia đình cũng cần phải nên học tập, để mà cũng như là có thể khi mà hai chồng sau này tiến tới với nhau thì cái vấn đề như là anh sử dụng tiền như thế nào về các khoản vân vân thì sẽ có một người vợ hỗ trợ cho anh để mà có thể tiêu tiền một cách tiết kiệm hợp lý nhất. Tại vì công việc của em thì cũng khá bận, nhưng mà khi mà em quá bận như vậy á thì anh có thể thông cảm. À không sao, công việc của anh cũng thứ nhất là cũng bận, mình có rất nhiều cách để mình có thể hò hẹn chứ đâu phải là chỉ duy cách duy nhất là phải trực tiếp gặp nhau ở đây. Dạ. Sau chương trình này mình có thể là mình sẽ chủ động cho nhau một cái Zalo hoặc là một cái số điện thoại hoặc là một cái Facebook nếu được. Và anh biết ở đây biết một chi tiết nữa, đó là ngành ngân hàng thường cái này đối với anh thôi nha, thì anh biết một chi tiết nữa là hình như là 4-5 giờ chiều đã tan sở. Và gia đình anh rất là dễ đi chơi, coi như là cũng không có nề hà giờ giấc, cho nên là bạn em cứ yên tâm. Nhưng mà em 4-5 giờ em vẫn chưa xong việc á, em làm đến 8-9 giờ. Ok, mình có thể hò hẹn nhau đến 10-11 giờ cũng được. Dạ thì nói vậy thôi chứ chắc chắn là mình sẽ phải sắp xếp để sớm hơn chứ không thể để trễ như thế. Không nói chuyện yêu đương đi, nói chuyện công việc không hả? Dạ. Rồi bây giờ mời hai bạn chơi một cái trò chơi nhỏ của chương trình nha. Mỗi bạn sẽ bóc một cái lá thăm và đọc lớn lên yêu cầu của chương trình ở trong này rồi chúng ta sẽ thực hiện theo. Rồi bạn gái đọc trước đi nè. Bạn trai hãy thể hiện một hành động lãng mạn mà bạn gái yêu cầu. Rồi em đọc thử của em coi nè. Khi gặp một đối tượng khác phái, bạn chú ý điểm gì ở ngoại hình người ấy đầu tiên? Bây giờ bạn gái yêu cầu bạn trai làm cái gì nè? Em muốn yêu cầu anh ấy làm cái gì? Một hành động lãng mạn hả chị? Ừ. Hay nếu em cho phép thì anh sẽ chủ động làm chuyện đó giùm em. Dạ. Em cho phép anh mượn đôi bàn tay của em. Em đứng lên giùm anh. Em hãy nắm chặt đôi bàn tay của anh. Anh có thể sẽ không được gì ngoại hình trong mắt em, nhưng anh nói thật với em rằng tình cảm của anh dành cho em là những cảm xúc chân thành nhất. Hãy trao cho nhau cơ hội để yêu thương. Hãy trao cho nhau cơ hội để hò hẹn. Anh nguyện anh sẽ nắm giữ đôi bàn tay của em đến suốt cả cuộc đời em nhé. Tụt lẹo quá vậy, xong còn phải để cho người ta cảm nhận không? Buông tay ta cái rập con đi vậy ông? Trời ơi thiệt tình á. Rồi được rồi, buông nhẹ nhẹ thôi rồi. Dạ. Đi về cảm ơn em gì đâu. Cảm ơn mà em. Tự nhiên buông tay ta cái rập à, người ta chưa gì ngồi xuống nữa ông đi mất tiêu rồi. Giờ tới phiên em. Đối với em, chú ý ở ngoại hình của người ấy đầu tiên đó là khuôn mặt. Cô ấy có một đôi mắt rất sáng, đôi là một đôi môi rất tươi như là những trái mọng chín trên cành. Cô ấy có một cặp lông mày rất đẹp. Chính ba yếu tố đó đã tạo ra sự hài hòa trên khuôn mặt của người đẹp. Và anh hy vọng em sẽ là người đẹp nhất của lòng anh. Rồi, em cảm nhận như thế nào về cái sự tỏ tình của anh lúc nãy? À, em cảm thấy là anh rất là thật tình. Từ đầu đến giờ, anh ấy cũng là người khiến cho đối phương cảm thấy rất là dễ vui. Nói chuyện rất là khiến cho mình cảm thấy thoải mái chứ không có bị áp lực lắm. Nói chung là em cảm thấy rất là vui khi mà nói chuyện với anh đó. Rồi, may quá, chị chỉ sợ em bị choáng thôi. Thật sự là anh rất chân thành. Dạ. Nhưng mà rất là mạnh mẽ, rất là tự tin. May mà em cũng là một người rất là năng động, đã trưởng thành, có trải nghiệm. Rồi một câu hỏi nữa dành cuối cùng nè, dành cho em nè. Thế em nghĩ thật lòng nha, thật lòng nha, em nghĩ bạn gái này vừa ý của mẹ em không? Nếu như em có dịp được về nhà anh thì chắc chắn mẹ anh sẽ gật đầu đồng ý. Thế bây giờ nè,
Thầy giáo nè, nãy giờ văn chương rất là lai láng, em có thể xuất khẩu vài câu thơ. Thứ nhất là anh hy vọng em sẽ nhìn thẳng mặt anh. Em rồi, nhìn thẳng để có cảm xúc làm thơ. Em có hiểu hiểu chăng, trên trái đất này khoảng cách nào là xa nhất? Đối với anh, các khoảng cách chỉ là những con số. Những lời anh viết trong thư đó là chính tấm lòng của anh. Và hơn hết không phải bằng những lời nói mà chính là hành động của anh đây. Anh sẽ là người đàn ông lý tưởng nhất vì em mà thay đổi để phù hợp với em hằng ngày. Vậy vì sao em không chọn một lần nữa em bấm nút hẹn hò để mà yêu anh? Wow, hay quá. Mời hai bạn nhắm mắt lại và đặt tay vào. Một, hai, ba. Hết thời gian. Thở ra quá em. Trời, tưởng cô không bấm hả em? Nếu mà cô không bấm thì em nghĩ sao? Em vẫn chấp nhận để mà giống như là sẽ có cơ hội ở bên ngoài để có thể gặp gỡ và tiếp xúc nhiều hơn. À, có nghĩa là vẫn không bỏ cuộc. Dù cô không bấm ra ngoài, em vẫn đeo đuổi cổ. Dạ. Hay quá, một thằng chàng trai rất bản lĩnh. Trước tiên là nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn dành tặng cho nhau. Anh xin được mạn phép lấy bờ môi của anh đặt lên bờ má hồng của em. Trời ơi. Rồi, chúc mừng hai em. Dạ. Xin chào mọi người, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Cảnh, năm nay 33 tuổi. Em quê Thanh Hóa và em hiện tại đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm công việc gì Cảnh? Em làm nhân viên kỹ thuật. À, em vào lâu trong này lâu chưa? Em vào học trong này và làm việc tới bây giờ khoảng 13 năm rồi. 13 năm rồi, ồ, vậy hiện tại mình đang ở với ai nè? Hiện tại bây giờ em đang sống một mình. Sau này định lập nghiệp ở đây luôn hay đi về quê? Định hướng của em là lập nghiệp trong này. Rồi, rồi mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Em tên là Trịnh Thị Hiền, hiện tại em 33 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Hiện tại em là giáo viên tin học trường cấp 2 ạ. Vậy là mình sống ở Vũng Tàu luôn? Dạ vâng ạ. Có khi nào xuống Vũng Tàu chơi chưa, tắm biển? À, dự kiến là cuối tuần này em sẽ du lịch ở Vũng Tàu ấy chị. Trời ơi, bây giờ em có ngại quen bạn gái ở hơi xa chút xíu không? Bây giờ thì cái khoảng cách không còn là ý nghĩa nữa. Quan trọng là cái người đó có phù hợp với mình hay không thôi. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc là gì? À, điểm mạnh của em là nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì thứ nhất là em không hoạt ngôn. Thứ hai là em rất là sạch sẽ, khi mà em làm bất cứ một cái việc gì á, thì em cũng phải rửa tay, em phải rửa bằng nước rửa tay cơ. Ủa, cái đó mà là khuyết điểm hả? Cái đó là ưu điểm chứ. Em không, em cảm thấy đó là khuyết điểm của mình ạ. Là mình bị sạch quá. Dạ đúng rồi ạ. Mình sạch quá thôi mà mình có bắt đối phương phải sạch theo hay bắt những người xung quanh phải sạch theo mình không? À, nếu mà mọi người xung quanh em mà sạch theo em được thì tốt, còn không thì cũng không sao ạ. Kỹ vậy thì em có hay đi ăn ở ngoài không? Dạ em cũng có đi ăn ở ngoài nhưng mà cũng không thường xuyên ạ. Rồi, em thì sao nè? Điểm mạnh của em thì là hòa đồng, dễ tiếp thu trong việc, chịu được áp lực cao trong việc. Còn điểm yếu của em là dễ tin người. Có mất mát tiêu hao gì chưa? Có, cũng mất mát cũng tiêu hao. À, vậy hả? Có tiền dư cho chị mượn nhé. Gì mới nghe mượn tiền cái tự nhiên giống như hết muốn nói chuyện luôn. Không rồi. Tại vì không có tiền nên chị hỏi câu đó nó hơi khó nên. Ủa vậy nếu em có tiền em cho chị mượn sao? À, còn tùy vào khả năng rồi chị. Ờ đó. Ví dụ chị mượn vài ba ngàn thì sẵn sàng em cho mượn, chứ mượn vài chục ngàn thì cao quá. Vài ba ngàn đô chứ vài ba ngàn đồng chị mượn chi? À. Em tình trường của mình thì mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì em trải qua 2 mối tình và một mối tình chia tay cách đây được 4 năm. Ồ, tại sao chia tay? À, khi đó thì em học năm đầu của đại học, em học ở Đồng Nai. Còn bạn đó thì ở quê, một năm về thì chỉ gặp nhau được vài ngày Tết thôi. Thì em nhớ có một kỷ niệm là một năm đó, khi năm đó em về thì cô ấy có tặng em 3 cuốn nhật ký. Ý thì trong 3 cuốn nhật ký đấy thì có ghi lại những cái kỷ niệm, những cái ngày tháng mà những cái nỗi nhớ nhung của cô ấy dành cho em. Thì khi đọc thì cảm giác rất là cảm động. Thì cái khoảng cách xa quá nên là cái thời gian liên lạc nó ít dần và đến bây giờ thì không liên lạc nữa. Cuốn nhật ký đó là hiện giờ cổ giữ hay em giữ? Những cuốn nhật ký đấy em giữ. À, là cổ gửi, cổ tặng em luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ còn cất không? Em còn cất nhưng mà hiện tại em không mang đi thôi đây. Giả tỷ bây giờ em lấy một người vợ, em yêu người vợ đó lắm, hai chồng lấy nhau, nhưng mà cô đó cũng không, cô cứ mỗi lần nghĩ tới mấy cuốn nhật ký của em làm gia đình bất hòa. Cổ muốn em là phải thủ tiêu mấy cuốn nhật ký đó đi thì em xử lý như thế nào? Nếu như mà trong hôn nhân thì
mình luôn luôn phải tôn trọng đối phương. Nếu bạn nữ muốn em tôn trọng bạn nữ thì bạn nữ phải tôn trọng những cái quyền riêng tư của em. Thì em sẽ không làm điều gì đó để mà có lỗi với cái đối phương của mình. Thì mình có những kỷ niệm mà trong cuộc đời này thì nó chỉ là bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm thôi. Thế bắt trước chị, biết không, thơ tình của chị giấu hết. Giấu đâu biết không, giấu đâu giờ chị quên luôn rồi. Hồi xưa chị nhớ chị đục tường xong chị nhét vô chổng, xong cái chị lấy phấn chị trám lại. Bây giờ chị quên tường nó nằm ở đâu luôn rồi. Có phải vì lý do đó mà chị có tên Cát Tường không? À, cũng có thể vậy. Với lại thật ra nó đùa thôi, là những cái đó chị sẽ gửi ở nhà của ba mẹ riêng của chị, chứ chị không cất trong nhà của mình. Tại vì mình cũng phải tôn trọng cái người hiện tại, mình tôn trọng cái quá khứ của mình, mình cất vào một chỗ riêng. Và riêng thì đừng có để người ta thấy. Dạ. À, thấy là ai cũng ứa gan hết trơn em. Nếu mà chị thấy thì chị cũng xé luôn, chứ khỏi cần bạn kia đồng ý hay không đồng ý, kệ. Tại vì hiện tại mình phải sống cho hiện tại và tương lai. Quá khứ cất lại gói ghém kỹ, đúng không em? Dạ đúng rồi. Em về gửi ba mẹ đi. Nay lâu lâu mình về nhà thăm ba mẹ, sẵn mình thăm mấy cuốn nhật ký luôn, cổ đâu biết. Dạ. Được không? Giờ đó thì em sẽ học hỏi chị. Đúng rồi, học hỏi chị. Ôi chị chỉ vậy được không em? Dạ em thì em không muốn những cái cuốn nhật ký đó còn nữa. Là em muốn trả lại cho người cũ. Giờ ta đâu có gặp cái cô cũ nữa đâu mà trả. Ví dụ giờ em là vợ ảnh đi. Đó, giờ em xử trí mấy cuốn nhật ký đó là sao? Dạ là em muốn là thủ tiêu luôn. Không còn nhớ gì những kỷ niệm cũ nữa. Thủ tiêu nghĩa là xé nó luôn, đốt nó luôn. Không, đó là tùy anh á. Anh muốn làm cách nào của anh á, thấy nhẹ nhàng thì anh làm. Vậy là cách của chị là đem về giấu nhà ba mẹ anh là đúng rồi. Không, nhưng mà anh phải thủ tiêu đi ạ. À. Thủ tiêu có nghĩa là mãi mãi đừng để cho anh thấy ba cuốn đó. Dạ, và sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Nghe rõ chưa? Mà chị dám cá với em luôn. Phụ nữ nào cũng như vậy. Chị không nói xấu phụ nữ mà chị dám cá 100% với em luôn. Còn những cô nào mà nói với em là em tôn trọng anh, kể ra chuyện đi là xạo. Hoặc là những cô đó lòng tự trọng cao, không dám nói rõ sự thật. Thề luôn, cô gái nào mà dám nói tôi nói sai, cô gái đó hãy tự coi lại, không dám nhìn thẳng vấn đề. Thủ tiêu đi nhé. Rồi, được chưa em? Dạ được ạ. Rồi, tới phiên em, tình trường sao nè? Dạ, em đã trải qua chính thức là một mối tình ạ. Dạ, cách đây một năm ạ. Để chị hít thở chút, mỗi lần chị nói chuyện người ta chị ghen thôi mà chị cũng mệt thôi. Chuyện người ta Cát Tường ơi, phải chuyện mình. Tôi tưởng tượng ba cuốn nhật ký đang hiện nguyện trong vòng tôi xé bỏ. Dạ, lý do tại sao chia tay? Dạ, lý do chia tay là thứ nhất là anh đó gia trưởng, thứ hai là độc đoán, ít quan tâm đến bạn gái, và đôi khi là còn là keo kiệt nữa. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai, một người chồng trong tương lai mình là người như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì cao 1m62 hoặc là cao hơn thì càng tốt. Về tính cách thì là kiên nhẫn, chịu khó, vui vẻ và chân thành, chưa lập gia đình và không theo đạo. Khoan, để cái vế chưa lập gia đình đúng không? Dạ đúng. À, có nghĩa là em cũng không có chịu người đã đổ vỡ rồi, là em cũng không đồng ý luôn đúng không? Dạ vâng ạ. Lý do tại sao? Dạ, trước đây là họ đã có một cái mối quan hệ là không hạnh phúc hoặc là không bền vững chẳng hạn. Thì bây giờ khi mà họ đi xây đắp thì mối quan hệ mới thì họ sẽ có một cái gì đó lấn cấn ở mối quan hệ trước hay là một gì đó, nên là em không thích ạ. Cho nên là ba cuốn nhật ký vẫn triệt tiêu nha em nha. Dạ. Rồi, tiếp tục. Em có đạo không? Em không có đạo chị. Rồi, được ha, hai cái đó ổn rồi ha. Dạ. Còn em, muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Nửa truyền thống, còn nửa hiện đại. Cái truyền thống ở đây á, bạn gái mà biết chăm lo cho gia đình, đối nhân xử thế. Còn cái hiện đại á, là phải luôn luôn biết làm đẹp cho bản thân, cho mọi người xung quanh. Luôn luôn biết đổi mới mình á. Tới là vẫn được, về ngoại hình, em muốn sao? Thì em cao 1m67. Thì em muốn một người phụ nữ thấp hơn anh em một xíu. Số phận đã cho cái nào thì xài đó. Số phận cho gì? Đi đáp cái gì? Số phận cho cái nào xài cái nấy. Môi trường làm việc của em có nữ không? Môi trường làm việc của em là rất là nhiều nữ. Duyên số nó chưa tới chị. Nhiều là bao nhiêu? Ủa em làm gì, sản xuất kỹ thuật gì mà liên quan gì tới nữ? À, tại vì công ty của em là trong em là làm bên bộ phận kỹ thuật, 95% là nữ. Công ty em nhiêu người? Khoảng 5-6 ngàn người. Trời đất ơi, có nghĩa là 3-4 ngàn nữ. Dạ. Mà không có nhìn được, không có tia được em nào hết trơn. Hay là anh khó tính quá? Hay là thích con trai? Hay là thích con trai? Hay là thích con trai? Không chị, 100% là thích gái chị. Mà tại sao 3-4 ngàn phụ nữ mà không có lựa được ai? Đôi khi cũng lựa nhưng tại người ta không lựa mình. Anh bèo quá vậy anh? Hay là mình không có tấn công, không có tập trung đúng mức? Có thể là đó là lý do mà hôm nay em gặp bạn nữ đang ngồi đối diện em với chị. Phải đầu tư, sức người, sức của, thời gian, công sức mới có được thành công. An cư mới lạc nghiệp. Muốn lấy vợ mà không có nhà, có cửa, không lẽ lấy vợ về bắt nhà ở nhà trọ? Cái lý do mà em tới bây giờ em cũng mới lấy vợ muộn là tại vì trong em luôn luôn lúc nào có suy nghĩ là mình phải an cư, lập nghiệp, công việc ổn định, kinh tế vững chắc. Thì mình khi đó mình tiến tới hôn nhân,
mình lập gia đình thì mình sẽ không làm khổ cái người bạn của mình. Thì em cũng có dự định rồi, là đất đai thì em cũng có sẵn rồi. Có sẵn rồi đúng không? Dạ, có sẵn rồi. Tiền xây nhà có chưa? Dạ, tiền xây nhà thì đợi bên nhà vợ cho được bao nhiêu xây nhà to nhỏ. Ok, dù sao nó cũng có vốn sẵn rồi. Được, lo sự nghiệp trước, ổn định, báo hiếu trước. Những người đàn ông như em phải trân trọng. Chị nói chuyện vui vui vậy thôi nhưng mà chị để ý kỹ lắm. Đâu đâu em có hình ảnh gì không cho chị coi? Em cả ạ. Rồi hình nhịp 1m67, kiếm thử coi anh đó là anh nào. Em cao mét mấy cưng? Dạ em cao 1m62 ạ. Trời ơi cao lắm à nha, cao 1m62 nha. Ai? Có khả năng là cô này. Kha kha kha. Căng quá nhờ. Căng lắm đâu có dễ cưng. Cô nào, ủa anh nào? Dạ em đoán là anh này. Tại sao đoán anh đó? Qua các cái nói chuyện thì giống như là em có cái linh cảm như vậy linh đó chị. Linh cảm hả? Tưởng linh cảm là đúng hả? Để đó đi từ từ coi. Cô nào? Cô này. Sao đoán cô đó? Tại vì cái cách nói chuyện của bạn rất là nhẹ nhàng. Hay quá ha, nói y như là đúng rồi vậy đó. Xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cái linh cảm của mình hôm nay như thế nào nha. Nếu đúng các bạn đã là thầy bói rồi, rất tiếc không phải. Rồi. So lại với hình đi ạ. Đâu ạ? Em đây đúng không em? Sai bét. Dạ không phải anh ạ. Sai có sai à? Dạ. Sai bét. Nhìn ở ngoài rồi mà còn sai là bị phạt. Không, lúc này là em chỉ người này. Nhưng mà bây giờ nhìn ở ngoài rồi mày còn chỉ vô người sai nữa là sai bét nữa là bị phạt. À rồi. Đâu? Chỉ sai cái nữa quýnh liền luôn nè. Đâu? Hình này. Chị bạo lực quá phải không em? Đâu, cô ấy đâu, chỉ đi, bị phạt chơi nè, nhẹ nhàng hít đất 20 cái cưng. Đất 20 cái cưng. Hình này. Rồi sai bét, bước ra hít đất liền nhìn tới chế luôn. Ảnh đâu? Thế. Dạ anh đây ạ. À. Vẫn đây luôn hả? Ủa phải ảnh không? Dạ chắc phải. Chị là chị sai, ảnh đúng rồi. À vậy hả? Em đây đúng không em? Đúng nói đó chị. Vậy mà nãy giờ chị tưởng đây không à? À vậy hả? Rồi chị bớt em 10 cái, hít đất 10 cái thôi. Tại chị sai. Hít đất luôn hả? Hít đất 10 cái cưng. Nhanh sao tiến ăn cơm được chị? Trời ơi đứng lên, lẹ lên, mất thời gian quá. Rồi đây nè. Đây nè, ừ thôi nằm dài đó cũng được. Cười hả? 1, 2, ê ăn gian quá. 3, 4, 5, trời ơi 6, 7, 8, 9, 10. Ờ à, ủa tưởng nữa chứ. Ăn cơm nổi không cưng? Chắc ăn được đó chị, cố gắng chắc ăn được. Tặng quà, tặng quà. Anh tặng em. Mong dạ. Em làm mãi luôn xinh đẹp như những bông hoa này. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà tặng anh ạ. Trời ơi bé dạ, này cao dữ trời. Cảm ơn anh. Trời ơi bé này nó cao quá. Ê nó nghe nè, mình đứng lên mình đo thử cái coi cho vui nè. Đi 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 đi. Cao hơn rồi. Đâu đâu vén vén cái quần lên coi coi mang đôi giày bà lớn. Bà ác ghê luôn, bà cao 1m62, bà quất đôi giày thêm 7 phân nữa tội nghiệp nhỏ. Rồi về hồi nãy cưng nói câu là cao thấp gì trời cho thì ráng ha em ha. Dạ. Ok bắt ghế lên cũng được cưng. Cần mua giày độn không chị, để chị nhờ mấy bạn ca sĩ nam mua cho cưng đôi giày độn. Không đến nổi đâu chị ơi, không nổi phải tự tin lên. Đúng rồi phải tự tin lên, ghế lên chứ. Đúng rồi. Gì? Chị chịu em rồi đó. Mở cái quà gì cưng? Anh mở nha. Dạ vâng ạ. Nữa sao cái cuốn sách này nhiều người tặng nhau quá vậy ta? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Ủa cuộc đời đang sống không vui sao ai cũng đòi thay đổi vậy? Một câu nói rất là hay, em cũng rất là thích câu nói này. Thích luôn hả? Dạ đúng rồi. Sao chị chẳng thấy gì thích hết trơn á? Tôi thấy tôi sống đang vui mà. Tự nhiên ai cũng biểu tôi thay đổi chi vậy? Tại sao em tặng cuốn sách này cho ảnh có ý nghĩa gì? Có dạ, thông điệp gì muốn gửi gắm không? Em muốn gửi tới anh thông điệp là chúng ta hãy đơn giản hóa cuộc sống, vị tha và làm cho người khác hạnh phúc ạ. À. Ấn tượng đầu tiên khi cánh cửa này mở ra của em là gì? À, nhìn bạn gái thì rất là dễ thương. Mọi người thì rất là hiền, dịu dàng. Có nửa truyền thống, nửa hiện đại gì không? Mọi người truyền thống. Ừ. Chết trời thiếu chút hiện đại có sao không? Không sao chị, chờ cho cái nào mình nửa sao em ba phải quá à. Còn em, khi cánh cửa này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì? Dạ, hiện tại thì em chưa có cảm xúc gì. Vì khi mà em đã gặp và biết một người em phải gặp vài lần thì lúc đó em mới có cảm xúc hoặc là nhận xét về họ. À, em là thuộc dạng là từ từ cảm nhận đúng không? Dạ vâng. Có nhiều người là ta chơi cứ màn cú sát ái tình, thấy là yes or no liền. Và bây giờ đến phần ăn trưa. Dạ, em vẫn có sức, mới hộp có 10 cái vẫn ăn được đúng không em? Ăn tốt đấy chị, ăn tốt chứ. Em là con thứ mấy trong gia đình? Dạ, em là con thứ hai ạ. Con thứ hai, gia đình nhiều đông anh em không em? Dạ, gia đình em có 3 chị em ạ. Em trai hay gái đâu? Dạ, nhà em có 3 chị em gái ạ. Dạ, em mời anh ạ. Ừ, mời em. Em vắt chanh vào, ăn dễ ăn hơn. Em thích ăn chua không? Dạ không ạ. Một tuần như vậy thì em dạy 3 buổi.
Dạ, em dạy cả tuần ạ. Dạ, vậy anh có sở thích gì ạ? Anh nhiều sở thích thì du lịch, thể thao. Thế du lịch thì anh thích đi du lịch trong nước hay là ngoài nước ạ? Hiện tại thì về kinh tế của mình thì chỉ có đủ khả năng để mình du lịch trong nước thôi. Và dạ, trong những tỉnh thành ở Việt Nam thì anh đã đi rất là nhiều. Dạ, em thì em cũng thích đi du lịch, rồi là nấu ăn, rồi đi bộ. À, anh có hút thuốc không ạ? Không, anh không hút thuốc. Dạ. Ủa dạ, chị... ngon không? Sao không ăn vậy? Dạ ngon nhưng mà em cảm thấy là nó đỏ đỏ nên là em... Nó vậy đó chứ thật ra nó chín hết rồi, nó rất là ngon luôn. Bây giờ chị cho các bạn chơi một trò chơi nữa nhỏ nhỏ cho vui. Mỗi bạn hãy bóc một lá thăm của chương trình, đọc lớn yêu cầu trong này lên. Rồi, đọc lớn lên đi em. Vâng, em sẽ đọc lớn. Theo bạn, trình độ học vấn có quan trọng hay không? Vì sao? Em bóc luôn đi rồi, để tôi coi ai trả lời câu đó. Dạ. Hai bạn thử nhìn nhau không chớp mắt trong 30 giây, người thua sẽ nhận hình phạt từ người còn lại. Mình chơi trò chơi này trước đi. Rồi. Vui hơn nè, hai bạn nhìn nhau trong 30 giây, ai chớp mắt trước chịu hình phạt. 1, 2, 3, bắt đầu. Cô chớp rồi, cô chớp lia lịa luôn á, chưa chơi tôi thấy cô chớp lia lịa rồi. Phạt cổ đi em. À, em phải làm một cái hành động mà đáng yêu nhất. Làm đi em. Có đáng yêu không em? Đáng yêu chị. Trời ơi, đáng yêu rồi đó hả? Em dễ dãi quá. Vì em đang yêu rồi đúng không? Rồi, theo em thì trình độ học vấn có quan trọng không? Cái học vấn cũng là rất là quan trọng. Vì cái học vấn đó nó dạy cho chúng ta là một con người trưởng thành hơn và một con người có trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Đấy. Trong tình yêu thì khi mình yêu là mình yêu cái tính cách của người đó. Còn cái học vấn đã là quá khứ rồi. Bây giờ thì mình muốn thay đổi thì nó cũng không còn thời gian để mình thay đổi nữa. Cái gì mà học vấn mà là quá khứ? Thì bây giờ thí dụ như tình yêu rồi mới là quá khứ chứ học vấn sao quá khứ? Mình muốn chọn một cái người nào đó mà thí dụ như là học cao đại học, học cao học gì đó. Thì nhưng mà cái người đó bây giờ là đến tầm đó tuổi rồi. Mà chưa học đến tầm đó thì mình cũng không thể đòi hỏi được nữa. Người ta nói học nữa học mãi. Nếu em thích học thì bao giờ vẫn học được. Chị hiện tại đang có bạn học cao học. Học thấp là học thấp, học cao là cao học, học không cao là học thấp. Bây giờ tóm lại em thích học thấp hay học cao? Tóm lại là em thích một người là có văn hóa, biết đối nhân xử thế. Rồi bây giờ mình đến màn giao lưu người thân, hôm nay em đi với ai? Em đi với anh của em. Em hôm nay đi với ai? Em đi với chị đồng nghiệp ạ. Chị đồng nghiệp, dạ. Mời đồng nghiệp vào. Rồi chào hai bạn. Trước tiên em giới thiệu trước đi nè. Cảm nhận của em cảm giác là cô gái này như thế nào nè? Thứ nhất thấy ngoan mà. Ngoan mà chị? À ngoan. Dạ. Nói rõ rõ chị tưởng em nói ngon. Dạ. Ngoan. Theo như em thì em khuyên bạn trai em là nên bấm nút hay không bấm nút? Nên bấm nút. Dạ. Rủi nhưng mà bạn ấy không chịu bấm nút thì em tính sao? Không bấm đi, em bấm cho. Dạ, chào chị. Hôm nay mình thấy cặp đôi này như thế nào ạ? Xin chào chị Cát Tường. Thì nhờ mình là quan sát để cho những cái lời khuyên em ấy. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên của chị về cái anh chàng này á là chững chạc. Quan điểm thì nó chưa có rõ ràng lắm nhưng mà nó chững chạc. Em mong ước là một người phụ nữ vừa hiện đại vừa truyền thống. Dạ. Thì em đang thấy một cô Hiền rất là truyền thống nhưng em chưa thấy cái bề mặt hiện đại của cô ấy đâu. Và chị là người xác nhận cho cô ấy là trước mắt em là một cô gái không phải ngoan mà ngon mà xịn nữa. Thì chị khuyên em nên cho mình một cơ hội, bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Bấm nút vì sự lựa chọn của mình, bấm nút vì sự rung động của mình chứ không phải vì sự lịch sự. Đồng ý hiểu không? Dạ em hiểu chị. Rồi nhá, bây giờ là đến giờ phút đưa ra quyết định của hai bạn. Đặt tay vào nút bấm thì nhắm mắt lại đi hai bạn. Hãy cảm nhận lắng động lại. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Cho chị hỏi em gái sao em không bấm nút? Dạ, thật sự là từ khi cái nhìn đầu tiên của em thì em cũng chưa có cảm xúc. Và sau một quá trình nói chuyện thì em cũng chưa có cảm xúc. Nên là em không bấm. Em cần cái thời gian chậm từ từ mới cảm nhận được đúng không? Dạ. Cô gái không bấm nút thì em có suy nghĩ gì không? Thì nói chung là cái gì nó cũng một cái lý trí của người đó. Thì còn cái chuyện bấm hay không thì đấy là do cái thể phân. Em chưa tạo được cái cảm giác, cái niềm tin đối với bạn. Thật ra chị cũng buồn, chị cũng tiếc lắm luôn.
Bây giờ Tường cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ sớm tìm nửa một nửa sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Cho chị Tường coi hình của em coi nè. Dạ chị. Rồi hai cô vậy thôi đó ha. Kinh doanh thời quần áo thời trang ha. Đó, hai cô là có một cô đó là cái cô với em đang nói chuyện đó. Một anh, hai anh, ba anh, bốn anh. Tôi nhìn tôi còn chưa biết anh nào luôn á. Hơi khó ha. Bên đây có hai cô à. Bên đây bài toán này khó hơn. Bài toán này khó hơn mà tôi nhìn đây mà tôi có còn... khi cậu chỉ cái người này hay là cái người này hay người này là chết em luôn á. Mà em đâu? Ủa chị nhìn thấy không nhận ra em luôn hả? Chị, ôi, còn... chị không nhận ra em luôn á. Đây hả? Người nào đẹp trai nhất đó? Đây hả? Dạ. Em cao mét mấy? Mét bảy đó chị. Ôi, nhìn hình này năm nào vậy? Năm thành báo lũ. Trời ơi. Cách đây cũng 10 năm. Trời ơi. Kiếm đi ảnh cao mét bảy. Bên đây hình như có vẻ dễ tìm mà phải không? Dạ. Cô nào? Xác suất 50-50. Đúng rồi, 50-50 mà em chọn sai nữa. Chết luôn á. Chọn đi. Em nghĩ là cô ở màu rực. Màu rực. Màu rực. Lý do tại sao chọn cô màu rực? Em thấy nổi quá chắc là vậy. Hả? Dạ, buôn bán chắc hay thích màu nổi. À vậy hả? Rồi bên đây anh nào? Sao chọn cái anh đó? Em tưởng tượng như tầm 1m7 nè, chắc anh này. Bây giờ nói chuyện thấy cũng không có đến nỗi mà chia tay vào đây hả? À, lớn tiếng quá. À. Dạ. À, cũng chẳng... dễ chọn quá mà, cao 1m7 rồi bên đây một cô kinh doanh buôn bán đơn giản muốn mấy tuổi nữa. Rồi, bây giờ mọi người hãy nhìn vào cánh cửa trái tim để chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để xem là chúng ta có cái sự phỏng đoán đúng hay không nhé. Dạ. Ten 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 ten. Chào em. Dạ. Gọi em có tiện không? Trời em chứ còn gì nữa. Nên chương trình nè. Này rồi anh phân biệt gì nữa. Đúng rồi, mẹ chị nè, mẹ chị dặn nè, ra đường giống đực là anh mà giống cái là em. Mẹ em có dặn em vậy không? Dạ. Chưa dạ, phải không? Giờ em mới nghe chị nói. Chị nói cho nghe. Rồi. À, mình tặng quà đi. Dạ. Qua trái tim này luôn. Dạ, qua trái tim luôn hả chị? Đúng rồi. À, xuyên tim hả chị ơi? Xuyên tim. Dạ. Anh gửi tặng cho em ha. Dạ. Hy vọng là em thích món quà này. Dạ, cảm ơn anh. Công nhận dạ. Là nó lại có sự trùng hợp em luôn á, cái màu rực luôn. Cho anh. Rồi, cảm ơn em dạ. Nha. Rồi, ngồi xuống là mình chia sẻ sao trùng hợp gì nè. Thì em thấy màu rực nè, màu đỏ nè, cái này nó cũng màu đỏ nó. Trời ơi, cái bình bông á hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, trùng khớp ghê. Rồi, em nói về ý nghĩa món quà em tặng cho anh đi nè. Dạ, món quà thì em nghĩ là nam thì thường đi đám cũng hay là mình trang trí lên cho đẹp. Thì em có món quà Calabas này là em tặng để đi đám á. Phải không? Hay là muốn trồng vô cổ người ta là siết luôn? Cái đó là ý nghĩ thôi chị. Siết vừa vừa. Chắc cũng có ý đồ gì chọn đó. Ý nghĩ thôi. Rồi, không biết là khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Em thì em hy vọng rằng trái tim mình cũng sẽ mở ra. Và... nên là có những cái tín hiệu nó dạ, vui, dạ, rộn dạ, ràng, rồi, dạ, tích rồi. Cực. Dạ đúng rồi. Còn mọi thứ thì đương nhiên phải tìm hiểu thêm. Dạ đúng rồi. Vui đúng không? Dạ. Còn em? Dạ. Em thì cũng có chút là giống như là thấy cũng thân thiện đó chị. À vậy là được, dạ. Tôi mừng quá trời. Có nhiều khi mở ra mà hai người không muốn nhìn mặt nhau là tôi rầu lắm, tôi làm mai làm mối cho tôi rầu lắm. Tại biết sao, nhiều khi chương trình thấy hợp nên kết nối tụi em mà bản thân chỉ nói là tình yêu đó là gì? Là cảm xúc. Cảm xúc không ai đong đếm được. Đúng không? Dù khi chị thấy được mà tụi em thấy không được, chị cũng đâu làm gì được em đâu. Yeah. À, nhưng mà thấy được là vui rồi. Yeah. Tôi có ý kiến. Cái gì chứ? Qua thắt cà vạt cho anh đẹp trai chút coi. À, đứng lên cho, đứng xích ra ngoài ghế cho cổ thắt cho nó đẹp dễ nè. Rồi, em nói đi. Đây. Yeah. Quà tặng phải có ý nghĩa, mình ghi hình lại cho nó đẹp. Chị không biết thắt cà vạt nha. Bây giờ cái này mà... đã thắt sẵn rồi chị. À, mà tôi không biết thắt cái này nha trời. Lần nào có lần thắt là cà vạt trai chưa? Dạ chưa anh. Trời ơi, thắt cà vạt cho trai chưa? Không phải chuyện đó. Thắt cà vạt cho trai chưa? Tại vì cái này thì hồi đó giờ em cũng chưa có từng sử dụng á chị. Nên thành ra em cũng chưa có biết gành. Dạ. Đứng ngang ngang vậy nè, đó. Rồi. Dạ. Quay qua cổ chứ vậy anh vậy? Quay qua cổ chứ trời đất ơi. Vô mặt cổ. Cổ dạ. Thắt mình nhìn đâu sao cô thấy đường cô thắt. Thắt nhẹ nhẹ thôi nghe em. Anh sợ hả? À, anh sợ siết. Đàn ông đâu vô lực thôi chứ phụ nữ đâu có vô lực đâu. Đúng không?
tự nhiên lên chương trình cái bánh trai luôn. Hy vọng là anh thích cái ngày làm bánh. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn em. Đẹp chưa? Thôi cũng tạm tạm, siết lên cao một chút mà tại nãy em nói em đừng có siết quá. Đừng siết quá, cái cổ nương tay luôn. Rồi ngồi đi, ngồi phải nương tay chứ chị. Cổ nương tay luôn, cô chưa siết quá. Bây giờ thì chị Tường nghĩ rằng là hai bạn sẽ cần một chút thời gian riêng tư để trò chuyện với nhau. Mình là chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời các bạn sẽ thưởng thức một buổi ăn trưa của chương trình. Và nhớ là trong thời gian vừa ăn uống mình có thể thoải mái mình trò chuyện với nhau. Thời gian trên chương trình thì không có nhiều, để đủ mình cảm nhận thôi, chứ còn hiểu thì mình cần có nhiều thời gian hơn sau chương trình. Ăn thua là mình có bắt cái khoảnh khắc này được hay không, để mình có cái hẹn hò hay không mới là quan trọng nha. Nói là lên đây lúc mấy giờ? Dạ em lên hồi giác gần 8 giờ, 7 giờ 50. Anh tưởng đâu là em ở trên này. Không có, em ở dưới. Anh ăn tự nhiên ha. Rồi. Em ăn tương á, nên ăn em tương nước hả? Dạ. Cái này không phải tương đúng không? Dạ, cái này là đồ mặn. Tương là em ăn chay trường hay sao? Dạ không có, này, giống như hồi năm gọi em ăn hồi tháng 7 đó. Rồi chụp với ba em mất, rồi em ăn tới bây giờ luôn. Dạ. Chứ không phải là em ăn chay trường, em không nói là em ăn chay trường. Ăn được tới đâu thì hay tới đó. Rồi anh ở trên đây bao lâu vậy anh mới về thăm nhà một lần? Anh thì cái thời gian thường là đa phần rơi vào ngày lễ, ngày nghỉ anh mới về. Hoặc là có những cái dịp gì đó mà cần thiết về thì mình về thôi. Nếu như địa lý nó xa vậy anh có ngại yêu xa không? Anh có người Hậu Giang mà. Hậu Giang nhưng mà anh làm việc ở trên Sài Gòn. Thật ra thì nếu mà cách nói được thì cái chuyện đó không quan trọng. Không quan trọng. Tại vì cái cảm xúc không phải là dễ có. Nếu mà có thì mình phải nắm bắt, đúng không? Nắm bắt, mà giữ nó nữa. Chứ nắm rồi mà không biết giữ thì cũng... Đúng rồi, nắm không biết giữ thì cũng mất thôi. Đúng rồi. Anh lên đây là anh ở nhà trọ hả? Được bao nhiêu năm rồi anh? Hơn 10 năm rồi. Vậy là anh còn sống chung gia đình chứ chưa có làm riêng? Đúng rồi. Rồi thí dụ như giờ là hôm nay em với anh có cái duyên đến nhau rồi bấm nút hẹn hò. Rồi cái thời gian mà hẹn hò anh nghĩ như thế nào? Cái thời gian nó xa gì nè, giống như người ở Sài Gòn, người ở Hậu Giang. Em thì lúc nãy anh có nghe em chia sẻ là có hay lên đây để lấy hàng. Thì thỉnh thoảng em cũng có lên. Đúng rồi, cái thời gian đó cũng là cái thời gian mình có thể mình cân đối, mình cân đối. Cái thứ hai nữa là lúc mà khi anh về quê. Anh về quê. Rồi hàng tuần về anh làm có được nghỉ trong tuần ngày nào vậy không anh? Thường thì chủ nhật anh được nghỉ. Một ngày. Đúng rồi. Nhưng mà thường một tuần anh nghỉ một ngày đó là anh đi đâu, đi làm việc gì hay là về quê? Một ngày thì không đủ để anh về quê. Chủ yếu rồi đi mình vui chơi này kia nọ với bạn bè. Có khi cà phê một mình cũng không chừng. Rồi lúc anh về quê là anh phải xin phép nghỉ hay sao? Thì nếu cần là mình xin phép nghỉ. Vậy đó. Vậy là công ty anh làm cũng dễ ha. Nếu cần thôi chứ không phải lúc nào cũng cần. Đấy. Rồi anh làm việc đó là ở đâu? Ở quận mấy anh? Bên Thủ Đức á. Thủ Đức. Đúng rồi. Đó là anh làm bên bên kho hàng. Kho hàng. Đúng là rồi. Kiểm hàng gì vậy anh? Hàng của anh bên anh là hàng bên thuốc á, thuốc thú y. Bên thú y. Đúng rồi. Hồi đó anh học ra rồi có bằng đó anh làm bên đó luôn hay là sao? Không, anh cái bằng của anh không liên quan gì tới cái ngành đó chứ. Vậy đó hả? Anh đi làm nó khác ngành, trái ngành. Trái ngành nhưng đúng mà rồi. Vẫn vô làm. Cái ngành của anh là cái ngành làm ruộng á. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà nói về làm ruộng anh cũng chả biết làm ruộng luôn. Vậy là gia đình anh với làm ruộng. Ba mẹ làm ruộng. Vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ thì ông bà già rồi. Không có làm, không sức làm nữa. Nên giờ là cũng cho người khác, người ta thuê người ta làm á. Rồi coi như anh cũng không làm rồi, ba mẹ thì lớn tuổi rồi cũng đúng đâu rồi. Có thời gian làm. Đúng rồi. Dạ anh là út trong gia đình chưa? Sao anh còn ba đứa em? Còn ba đứa. Đúng rồi. Gái hay trai vậy anh? Ba đứa em gái. Ba đứa em gái. Rồi cũng chưa lập gia đình hết vậy anh? Mấy đứa nó có gia đình hết rồi. Vậy đó. Không còn một mình anh thôi. Rồi hiện giờ ở dưới là ai sống chung với ba mẹ anh? Hiện tại thì bà chị thứ hai nhưng mà cũng ra riêng nhưng mà cũng gần ở đó. Dạ. Cũng qua lại này kia nọ. Dạ.
Rồi thí dụ như anh có gia đình, anh làm gia đình rồi anh về sống chung với ba mẹ để làm dâu hả? Cái đó thì anh nói, lúc nãy anh có nói là tùy. Tùy. Nói chung là thứ nhất á, tùy ở đây là gì? Ví dụ như em cảm thấy rằng là cái sự mình cần thiết, mình yêu quý, giống như em nói là em một người đàn ông có hiếu đúng không? Dạ. Thì cái chuyện gọi là nếu mà đàn ông có hiếu mà người ta quan tâm tới gia đình ba mẹ của ba mẹ chồng, dạ, thì rất là quý, rất là tốt. Thì ở đây mình có hiếu thì mình thể hiện nhiều cái góc độ, chứ không phải là chỉ một cái ở kế bên thì mới gọi là có hiếu. Đấy. Cho nên là mình có thể ví dụ như mình ở một nơi nào đó nhưng mà cơ sở làm ăn mình tốt, mình có thời gian để về thăm hoặc là có điều kiện để mà chăm lo, thì cũng đó là cũng là một cái việc. Đấy, chứ không phải nhất thiết là phải ở, phải chung với ba mẹ. Đúng rồi, không nhất thiết là như vậy. Thì giống như là thời buổi kinh tế hiện giờ á, là chỗ nào làm ăn được thì cứ ở, cứ sống ở đó, chứ không nhất thiết là phải về sống với ba mẹ. Ý anh là như vậy đúng không? Thì cái đó là cũng là một trong những cái ý, nhưng mà nếu mà dù như cái thến thời điểm mà cần thiết thì anh cũng phải về. Còn cuộc sống của em hồi trước giờ thì sống riêng một mình thì cũng trên 10 năm rồi. Không có ở chung với gia đình đó, thì cuộc sống em cũng rất là thoải mái. Rồi em ngại gì làm dâu? Dạ thì em cũng có kinh doanh riêng, anh cũng biết đó. Thì kinh doanh riêng rồi về sống với ba mẹ thì em thấy cái điểm đó thì chắc nó hơi bất tiện cho em rồi đó. Rồi thì anh hiểu, có nghĩa là cái vấn đề của em là gì, liên quan tới làm ăn đúng không? Dạ. Công việc làm ăn của mình. Còn ba mẹ thì già thì cũng phải chăm chứ không thể nào mà bỏ được. Vì giữa hai bên vậy mình sắp xếp thời gian như thế nào mới là quan trọng. Thật ra thì cái đó thì anh nghĩ nó cũng không phải là bài toán khó. Không khó. Nếu như mà ví dụ như em có cái tấm lòng nghĩ tới, bản thân anh có lòng nghĩ thôi, thì mình có nhiều cái cách thức để mình thực hiện mà. Đúng không? Nhiều người ta bị nặng quá, người ta có thể là không cùng suy nghĩ. Thì bây giờ cũng phải ngồi lại bàn với nhau tính toán sao cho tốt nhất, đúng không nào? Đấy, có cách giải quyết hết á, nhưng mà vấn đề có lắng nghe nhau không? Có tiếng nói chung hay không? Đúng rồi, đúng rồi. Lắng nghe là tôn trọng cái chia sẻ, ví dụ như mình phải biết được cái nào nặng, cái nào nhẹ. Đó. Thì cả hai cảm thấy là hài hòa nhau thì đó mới gọi là gia đình. Với anh là như vậy. Chứ còn mà thay với tính anh á thì gia trưởng, anh kỹ nhất là cái từ gia trưởng. Gia trưởng nó chả phải giúp lợi ích cho gia đình hết á, nó đè nặng cái gia đình. Nó ví dụ bản thân anh nè, nếu anh không phải là người có cái đầu óc tốt, anh sẵn sàng để cho người phụ nữ làm chủ gia đình. Có nghĩa là những vấn đề quyết định liên quan tới gia đình anh để cho phụ nữ làm hết. Quyết định nha. Đấy. Thì anh lắng nghe. Còn em thì ngược lại, em tìm một người đàn ông là trụ cột trong gia đình. Giống như phụ nữ mà có khi về cũng còn sinh con đẻ cái rồi này kia. Người mà lo kinh tế, người phụ trợ gia đình đó là đàn ông thì nó đúng hơn. Rồi. Phụ nữ lúc nào đó cũng phải dựa vào đàn ông đúng không? Rồi, tức là nãy anh nói như vậy em chưa hiểu với anh. Là anh nói giả sử. Chứ không phải là anh thối thác cái chuyện gánh vác gia đình. phải chị phải nhắc em chứ chị em nói cho em lo mê nói chuyện không vậy. Vậy giờ nhường em bóc trước á. Mỗi người thôi mày. Thôi bắt bắt trên. Chúng cái gì chúng cái gì chương trình gì chúng như thế không đây. Hồi họp anh rung á. Rung quá à. Em chúng gì vậy? Quan niệm về giữ bốc thăm trúng thưởng. Trời ơi, vậy trả lời câu hỏi. Anh đang trúng thưởng thiệt hả? Anh đọc trước đi. Anh nhường em luôn á. Rồi vậy đi em luôn ha. Đúng rồi, nhường hết. Quan điểm của bạn về chuyện giữ tiền khi về chung một nhà. Rồi, tức là cái câu hỏi đó là em hỏi anh hay? Đúng rồi, là... đúng rồi, em hỏi anh á. Cái này câu này học, câu này là hỏi theo ý kiến của bên chương trình đưa ra. Đúng rồi. Chương trình là bên kia bóc sao là bên đây trả lời hay là ngược lại hay sao? Chéo hay sao? Cả hai cùng trả lời vậy thì em trả lời trước cái nội dung này đi. Theo em thì sao? Theo em á thì người phụ nữ giữ tiền thì đúng hơn. Tại sao? Tại vì á chi tiêu trong nhà như là xà bông, bột ngọt, nước mắm gì đi. Không lẽ mỗi lần hết là phải là xè tay rồi anh ơi hết này, anh ơi hết cái kia.
Đó là quan điểm của em là như vậy. Ừ, nghe chè tay nó hơi nặng nặng quá. Còn anh thì như thế nào? Thật ra thì đối với anh á, cái người giữ tiền á là người biết tiêu tiền. Đó, cái chữ biết tiêu tiền đó thật ra thì nói là rất cả dài dòng lắm á. Nhưng mà đơn giản là gì? Em sử dụng đồng tiền nó phát huy được hiệu quả tối đa. Có thể em cầm 20 ngàn đó đó, nhưng mà tạo ra một bữa cơm gia đình thật sự ý nghĩa. Nhưng mà với người khác phải dùng con số tiền là 200 ngàn mới có một cái bữa cơm ngon. Nhưng mà riêng em thì em có cái đó. Đó là cái phát huy được cái giá trị đồng tiền. Đúng rồi. Ví dụ này, lúc nãy câu chuyện là gì? Cái em đang nói là em có một cái nhược điểm đúng không? Anh thấy có đúng là nhược điểm của em. Có nghĩa là em, cái nhược điểm của em là tình cảm. Em thấy ai mà cứ nỉ nê tái tê với em là em cho anh ta. Nhưng mà với anh đó thì cái chuyện đó đối với anh phải cân nhắc. Anh phải cho đúng người, chứ không phải là gặp ai anh cũng cho. Tại vì giống như em nói, em cần một người đàn ông tự lập. Chỉ có tự lập mới suy nghĩ được cái điều này. Tại vì khi tự lập á thì người ta phải lo mọi thứ, tất cả mọi thứ xung quanh đời sống người ta. Thậm chí là gì? Quan tâm tới người thân nữa thì người ta quan tâm tới người, lo người thân nữa. Cho nên tuy rằng đó là 1.000 thôi, nhưng nó sẽ phát huy hết giá trị của nó nếu em gửi đúng người. Đấy. Đó là cái này cũng liên quan tới là tiền. Cho nên là với anh á thì với ai là người biết sử dụng tiền, ví dụ như em có thêm dư thừa tiền, anh nói ví dụ nha. Nhưng cái vấn đề chi tiêu á là mình thảo luận với nhau, thống nhất để chi. Được không? Cái đó là vấn đề bình thường. Chính xác. Chứ còn nhiều khi có những người mà ví dụ anh nói anh đưa tiền cho em đi, xong cái em thấy ai thương người cái em gửi cho người ta. Không anh. Ví dụ như mình cũng phải biết là nhà đó như thế nào chứ, tự nhiên có người thì đó em hồi nãy đang giả ăn xin mà cho sao được anh. Hồi nãy em có câu chuyện của em là cái em ăn nói là cứ này nỉ em suốt cái là em cho đó. Không phải là này nỉ, tại vì em bán ở đó, người nào nghèo á đi lại thì em biết. Em biết là cái gia đình đó, họ như vậy họ thường nó mua đồ của em. Chứ nếu như vậy thì chắc tài sản của em cho hết rồi đó. Không còn đâu anh. Rồi. Nó cứ nghĩ mình nó có nhược điểm như vậy á, ta tới xin thì anh phải cho rồi đúng không? Nhưng mình cũng phải cân nhắc mình nhìn được cái người đó như thế nào. Cho phải đúng đối tượng nó mới có ý nghĩa. Chứ như vậy thì chắc tài sản em cho hết. Đúng không? Thế ví dụ như bây giờ anh đặt cái vụ đi. Em giữ tiền đi. Rồi cái chi tiêu của người đàn ông gọi là chồng em đó thì em sẽ tính làm sao? Cái chi tiêu á thì tất nhiên là tới tháng á thì chồng lãnh lương đúng không? Lãnh lương thì đưa cho vợ, thí dụ như lãnh lương được 10 triệu đi. Thì mình lấy 7 triệu còn 3. Còn ba là để cho chồng bỏ túi rồi khi mà đi ra đường rồi gặp bạn bè nhậu rồi này kia hay là cà phê cà pháo. Rồi chứ em mà lấy hết á thì chồng em đi ra đường á, người ta nói trời ơi tưởng sao đi ra đường mà không có tiền không bạc, nói người ta nói thì cũng là nói em chứ nói ai đúng không. Rồi người ta nói rồi chồng nó vậy mà về lấy tiền hết trơn rồi không đưa cho chồng nữa, rồi người ta đánh giá em chứ đâu đánh giá anh đâu. Rồi tiếp anh hỏi tiếp nè. Ba triệu đó là em định mức hay là 3 triệu đó là 3 triệu phòng hờ thôi? 3 triệu là em nói trong cái mức phần trăm thôi. Thí dụ như 10 á thì mình đưa lại 3. Còn thí dụ như 3 triệu mà thấy cảm thấy là chi phí của chồng không đủ thì mình có thể mình bỏ thêm. Chứ không nhất thiết là mình phải giữ hết cái số tiền đó anh. Thì tiền rồi, là tiền cũng là xài chung mà đúng không? Thí dụ như giờ trong nhà mua một cái món đồ đó, anh không đồng ý, em dám mua không? Đúng không? Rồi em đồng ý mà anh không đồng ý. Rồi hoặc là anh đồng ý, em không đồng ý. Thì phải bằng bạc qua đúng không? Nếu hai người mà không đồng ý nhau đâu có mua được. Anh nói ví dụ 3 triệu đó anh xài 10 ngày hết. 10 ngày hết thì tháng lương coi như là tháng lương đó là anh xài hết rồi đúng không? Thì anh nói ví dụ vậy đi. Nói ví dụ tháng lương đó anh xài hết. Xài hết thì cứ chi tiêu cứ mỗi tháng như vậy hoài, tháng nào anh cũng xài hết tháng lương đó, rồi lỡ mà sinh con đẻ trái ra rồi chi phí đâu để nuôi con anh. Đúng không? Cái đó mình phải rút kinh nghiệm lại. Nói chung là phải có dư. Mỗi tháng làm phải có dư ra đúng không? Nếu về sống chung một nhà thì con cái thì phải có rồi đúng không? Mình phải chi tiêu sao mà để còn lại nuôi con nữa. Chứ đâu phải 10 triệu tháng đó mình xài hết 10 triệu. Anh giả sử thôi. Dạ. Anh giả sử thôi. Thế mình chốt được cái vấn đề giữ tiền được chưa ta? Có nghĩa là nếu ví dụ như em có thể làm giữ tiền, nhưng mà vấn đề là gì? Vấn đề là khi sự chi tiêu nó có định mức, có sự bàn bạc. Đúng không nè? Đúng rồi. Thế đó là ok ha. Dạ. Rồi tới cái câu hỏi thăm trúng thưởng của mình. Của anh. Câu của anh là gì? Của anh nè. Phát hiện người yêu vẫn nhắn tin qua lại với nhiều vậy. Chương trình chơi gài nè. 3 người yêu cũ thì bạn xử lý ra sao?
là để ba người yêu cũ này. Ba người yêu cũ hay là ba của người yêu cũ? Ba, cái này chính xác là ba người yêu cũ chứ không phải ba của người yêu cũ. Ba người yêu cũ. Ba người yêu cũ thì em đi anh dẫn ưu tiên cho em trả lời. Thì em có thể dò xét người ta xác định rõ là ba người yêu cũ luôn nè, không có mãi mãi vào đâu hết trơn á. Dạ. Ừ rồi thì em biết như vậy em hỏi là thí dụ như hai người đã chia tay từ lâu rồi sao mà còn qua lại, về vấn đề gì đúng không anh? Ừ. Vấn đề gì mà còn qua lại trong khi đã có em rồi mà anh còn qua lại với người ta? Ừ. Đó là phải có gì mới qua lại được. Ừ. Và câu nói là anh trả lời như thế nào? Qua lại hả? Em dùng từ qua lại hả? Nếu không qua lại làm gì nhắn tin đúng không? Tin qua lại, qua lại của em với nghĩa gì cũng được chứ. Nói chung có nhắn tin là phải có qua lại rồi. Không, ý em trong đầu em có nghĩ rằng là qua lại nó không, có em không cái... đi sau vấn đề đó. Cũng phải nghĩ tới chứ. Dạ. Thì nhắn tin thì tất nhiên là cũng phải có qua lại rồi, nếu không á người ta đã cắt nhau rồi, cắt kết rồi, không. Tức là trong đầu em vẫn phát sinh trong đầu là tình cũ không rủ tới. Dạ. Chứ không phải là ví dụ như giờ á mình đã chia tay, mình đã có vợ có con rồi mà còn qua lại với người khác. Rồi. Là phải có cái gì mới qua lại gì rồi, được. Rồi. Còn em vẫn đặt dấu chấm hỏi. Đúng không? Đúng. Rồi. Với anh thì không cần dấu chấm hỏi nha, anh xét thôi. Xét sao? Cuộc sống hàng ngày tụi mình có như gì? Hạnh phúc không? Ừ. Bây giờ em cho em nhắn tin với 10 người yêu cũ đó, anh vẫn bình thường. Bởi vì anh biết rằng cuộc sống của em nó đang trọn vẹn trong gia đình này rồi. Đâu có cần nghi ngờ. Không có cần nghi ngờ. Đúng rồi. Nhìn vào đó thôi, anh không cần nhìn điện thoại của em. Ừ. Nói thật nha là cái quan điểm của anh là điện thoại của em vẫn là của em. Yeah. Nếu em cần anh nhờ anh giúp cái gì liên quan điện thoại của em thì anh mới coi, anh mới lấy ra anh làm theo đúng cái. Nếu mà anh cảm thấy phù hợp. Đấy. Chứ thật ra là 3 người hay 30 người cũng được nghe chương trình. Không. Em nói anh. Anh nói ví dụ thôi. Người phụ nữ nào cũng có hết trơn. Thậm chí cả anh luôn. Nếu thương thì đã ghen. Đúng không? Thương là phải ghen chứ không bao giờ thương mà không ghen. Thì đương nhiên. Tất nhiên là phải hỏi ra cho ra được cái câu chuyện đó như thế nào, anh qua lại với vấn đề nào mà sao mà cứ hàng ngày em thấy nhắn tin hoài. Anh kia em bỏ luôn sao bỏ được đúng không? Đến cái ngày nào cũng nhắn tin là 2-3 bữa thấy cái tin nhắn, 2-3 bữa tin nhắn, mà trong khi anh nói không có gì hết, không có gì mà làm gì cô ấy nhắn tin với anh hoài đúng không? Thì tất nhiên là người phụ nữ cũng phải ghen chứ. Thật ra là người ta nói là phát hiện là vẫn nhắn tin thôi mà nhắn tin. Thì rằng anh lo bổn phận của anh tròn trách nhiệm trong gia đình. Trách nhiệm của anh thì lo tròn, nhưng mà cái nhắn tin đó thì người ta phải ghen và phải hỏi chứ. Anh đã có em rồi mà anh còn nhắn tin với người khác qua lại. Hỏi thôi hả? Còn làm gì nữa không? Còn làm gì thêm nữa không? Ví dụ như có manh động không? Không, phụ nữ mà làm gì manh động anh? Có người phụ nữ cũng manh động chứ. Dạ, hỏi chị thì, Tường đi, chị Tường biết em, em không có gì, gì 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 hỏi tôi cái gì hỏi tôi. Em không, em bảo rằng là phụ nữ ghen không có manh động. Trời ơi ai nói đó em, em cũng tùy, tại em nó hiền lành. Bây giờ em, bây giờ em muốn hiền lành hay là em muốn nó bạo động như chị? Thì em nói chung em rồi. Biết cái nết chị Tường ghen sao không? Đó, bây giờ em muốn cái nết chị Tường à. Chị đừng có sôi đó. Ghen nó cũng phải tùy theo đối tượng. Dạ. Ghen nó cũng phải phụ thuộc mình ở tuổi nào. Lúc mà chị coi như là tuổi đôi mươi đó, chị ghen đó mà chị thấy mình nó đứt sao giờ người kia là cái chai ly nước trước mặt là chị chọi luôn. Chọi luôn là ngày xưa. Còn bây giờ đó liếc một cái thôi á là hiểu vấn đề rồi đó. Chị chỉ cần liếc một cái thôi chứ chị không nói gì nhiều hết á. Đúng rồi chị, đâu phải manh động đâu, chỉ cần liếc cái thôi là cũng biết đủ như thế nào, đâu phải manh động mà. Mà có nhiều ông liền quá không chịu biết, mình liếc nó không thèm nhìn đó em. Đôi lúc mình cũng phải dằn mâm sáng chén nó mới hiểu vấn đề. Trời chị, không, nhưng gì? Mà cái biểu cảm của chị trên con mắt rồi trên, nói chung là trên khuôn mặt chị là đầy đủ hết luôn rồi, chị xài hết công năng rồi. Ừ, liếc một cái là đứng tim rồi, đúng không? Đúng, đúng. Không nào dám hó hét. Em không liên quan mà em còn đứng nè. Giờ thì cũng nhiều cả cung bậc cảm xúc, trò chuyện cũng nhiều rồi. Mà muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa đó thì bấm nút hẹn hò đi rồi mình hẹn ở bên ngoài nha. Yeah. Cái thời gian chương trình nó có hạn. Bây giờ tôi cho một cơ hội nữa thôi. Hồi nãy giờ có nói nhưng mà chưa có va chạm, chưa có cảm xúc. Mà ở cái tuổi này rồi, nhiều khi nó cái cảm xúc, cái điện nó mới chạy qua mới quan trọng. Yeah. Nó có điện âm điện dương nó hòa hợp không, hay là nhiều khi vậy mà nó cùng dòng điện nó đẩy ra. Ai biết đâu được. Dạ đúng rồi, dương dương đẩy dương lên, dương đẩy, đẩy ra hay là lên. Gì đó hay là tôi, dạ, đâu có biết được. Dạ. Bây giờ mời bạn trai, thấy tướng tá cũng vóc dáng cũng cao to mạnh mẽ lắm, bước qua bên đây đó, mình có thể là mình ẵm nhẹ bạn gái lên cái coi nổi không, rủi người ta ốm đau bệnh hoạn vợ đi đẻ đâu có ẵm chạy nổi không. Tán mời đường. Em mời. Test sức khỏe. Thường thường mấy bạn trẻ tôi bắt hít rất thục dầu, nhưng bây giờ mình lớn rồi, lớn mình làm vậy nó xấu lắm. Dạ, xấu đúng hình rồi, ảnh lắm. Đúng rồi. Qua đứng lên em gái, đứng lên cái giai đoạn này phải coi ẵm nhẹ lên cái gì coi nổi không nè. Coi như hôm nay đưa vợ đi đẻ nè. Là em ẵm theo cái kiểu nào chị? Đúng rồi, ẵm vậy đó.
Rồi. Rồi em thả lỏng nha. Rồi thả lỏng đi. Thả lỏng nha. Ừ, coi chừng té em đó nha. Ôi trời, té em. Nổi không? Được không chị? Để đưa lên đưa xuống rồi. Rồi. Chị còn chơi tông tương nữa. Rồi được chưa chị? Vô được chưa em? Dạ được rồi chị ơi. Nó nghe nè, người ta ẵm không phải cái tay để ở đó. Đúng rồi đó. Chị để đâu chị? Ai mà ẵm mà để ở đây rồi đau cái da người ta chết. À, đúng rồi, mình làm lợi cho đẹp coi. Ẵm gì lạ lùng vậy, người ta mới thả lỏng cái người ta ngửa vô cái vai của mình. Đúng không? Rồi, rồi. Lại đây nè, đây nè, em đưa cái tay ra. Đúng rồi, tay ra nè, đúng rồi. Chân chỉnh nó mới đẹp. Đúng rồi, cho nó đẹp có cái gì ẵm xuống quắc. Đó, vậy mới gọn gàng thấy không? Ẵm gì mà em tưởng là em rớt rồi. Đó, quá tuyệt vời. Đó là va chạm rồi đó. Dạ. Rồi thôi xuống bây giờ nhìn nhau rồi. Thôi, nghiêm túc nè, nắm tay nhau nè, nhìn nhau 30 giây. Dạ. Mỗi người nói với nhau một câu cuối cùng cảm xúc suy nghĩ của mình rồi trở về chỗ bấm nút. Mời hai bạn. À, chắc có lẽ là mình nên cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu nha. Dạ. Tới đây cũng là cái duyên rồi đúng không em? À. Xong rồi chị. Vậy rồi nói đó hả? Dạ, 30 giây ngắn ngủi vậy đó hả? Đúng rồi. Rồi thôi được rồi, về đi, đủ rồi. Dạ. Đủ rồi. Sao em thấy cái ôm có chắc chắn không, vững chãi không hay là nó em có cảm giác chưa an toàn? Chưa an toàn hả? Vậy là ẵm chưa chặt. Rồi. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại. À, đây là cái giây phút quan trọng. Sau 3 tiếng đếm của Duy Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh. Sau đó mình sẽ có nhiều thời gian mình tự chủ động mình tìm hiểu nhau. Nếu như hôm nay cảm thấy là ồ chị Tường mai mối chân mình cái người này chưa hợp lý, mình chưa muốn, mình chưa cảm thì mình cũng có quyền rút tay lại từ chối. Mình bấm không phải vì lịch sự mà mình bấm là vì mình thật sự thích và mình muốn tìm hiểu cái người này. Yeah. 30 phút trên truyền hình thì nó ngắn lắm. Yeah. Chỉ mới là hiểu đo cảm xúc một tí, mọi thứ nó chỉ mới bắt đầu thôi. Dạ. Còn muốn tiếp tục hay không đó là quyền các bạn lớn hết rồi nhá. Rồi đặt tay vào nước bấm nha hai bạn. Bây giờ anh có lời này là gì để anh nói với em nữa không? Hồi nãy 30 giây tôi kêu nói không nói rồi, giờ nói gì nữa? Giờ chỉ là em muốn nói hả? Không, em hỏi nếu anh em muốn nói thì chị cho không, cho ảnh là hết em, cơ hội em không nói, có nói nhưng mà em hỏi ảnh có lời gì để muốn nói với em nữa không? Chị tưởng không cho nói nữa rồi, không nói được đâu. 30 giây tôi cho rồi. Hết rồi, không chịu xài. Không chịu xài. Chịu xài phí chưa, phí chưa. Bây giờ chỉ có nhắm bây giờ chỉ có hành động thôi. Hành động thôi. Rồi đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng em đếm của chị, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Một, hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình, nghe lý trí mình đang suy nghĩ mách bảo điều gì. Hai, hãy cho nhau một cơ hội nếu chúng ta cảm thấy thật sự là phù hợp. Ba, hết thời gian cùng một lúc, nửa trái tim xanh và đỏ cùng lên một nhịp đập. Mừng quá, qua đây, qua đây. Tôi làm mai cho người ta mà làm như tôi có được bồ luôn nha. Trời ơi là trời, mừng hết sức vậy đó. Tức là tôi tưởng là mình mừng cho mình. Mừng cho mình. Mình mừng quá, thôi kệ, Tường đã cho đi nhiều rồi quý vị. Tôi cũng không biết tôi làm cái công việc được tới bao lâu nữa. Nhưng mà thiệt bây giờ tôi khổ tâm lắm. Nắm tay, hôn nhau một cái, một nụ hôn kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau cho chị Tường chứng kiến nè. Hôn tại đây luôn hả chị? Chứ không lẽ muốn núp lụm. Hôn thế nào em nhỉ? Hôn thì hôn đi. Thì hôn đi. Em phải xin phép. Hỏi hôn chị cũng phải xin phép em tiếng nha chứ. Anh lắm á nha. Anh cũng phải xin phép em tiếng mới cho chứ, đúng không? Hai người này coi như sắp cưới tới nơi rồi đúng không chị? Mặt trông như đã. Ủa gì? Mặt gì? Mặt trông như đã. Trời ơi. À, cái gì trông? À, tình trông như đã, mặt ngoài còn e. Chơi Thí Kiều Nguyễn Du luôn. Rồi, mừng đi ông nội. Em mừng nha chị. Mừng đi. Em xin phép mọi người em mừng. Em buồn á. Mừng. Bây giờ nè, cái cặp này là tôi hy vọng lắm nha. Tôi bây giờ từ giờ tới Tết cũng còn lâu á. Tôi thấy là gán đi. À, người ta lên lấy hàng là một chuyện phải chia ra. Người ta lên lấy hàng là ông cũng phải đi về quê sắp xếp nữa. Yeah. Gặp mặt nữa. Rồi dắt về cho ba mẹ coi làm sao. Được thì ấy luôn, tại vì cặp này phải đẻ sớm đi. Chứ 40 trên hết trơn rồi. Yeah. Không? Có cái gì là báo tin vô cho tôi liền nha. Yeah. Nhớ nha. Yeah. Rồi, chúc mừng hai bạn.